Chiều ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông đã phong tỏa tạm thời trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông, địa chỉ tại tầng 3 tòa nhà New Skyline, phường Văn Quán, quận Hà Đông, vì có ca F0 đến tiêm chủng. Ca bệnh đến tiêm chủng cách đây 5 ngày là nữ, 24 tuổi, đang mang thai, trú tại tòa nhà CT8C, khu đô thị Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Ngày 21 tháng 8, bệnh nhân đến điểm tiêm chủng để tiêm uốn ván. Hai ngày sau, người này bị ho, sốt, đến Trung tâm Y tế quận Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 24 tháng 8. Qua điều tra dịch tễ cho thấy, thời điểm tiếp xúc, toàn bộ nhân viên y tế đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn. Có 12 nhân viên trung tâm và 3 khách hàng liên quan đã được yêu cầu tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Trước đó, ngày 25 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Phường Yên Nghĩa cũng đã quyết định phong tỏa tòa nhà CT8C với 25 tầng để lấy mẫu xét nghiệm và truy vết. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2836 ca COVID-19, trong đó số mắc ngoài cộng đồng 1481, số mắc đã được cách ly 1 1355.